Wow, vất vả leo lên đây đúng là đáng thật đấy. Phong cảnh tuyệt quá. Xin anh giới thiệu đôi chút về nơi này ạ. Vâng, nơi này được gọi là đài quan sát bình minh Nesuchong. Nó nằm ở độ cao 400-500m và nằm ở phía đông. Nếu nhìn ra chỗ này thì thấy vùng đồi núi rất cao, không thấy bờ biển. Và nếu quay lại nhìn ra đây thì nhìn ra xa phía kia một chút thì có một hòn đảo ở đó. Nhìn rất rõ đúng không? Chỗ đó chính là đảo Quan Ưm, là một hòn đảo duy nhất ở Ulleung-do có người sinh sống. Đó là đảo Giúp Tô. Từ đây có thể trông thấy cả đảo đó nữa. Và nhìn ngược lại phía kia thì thấy được cảng Châu Đông. Đây là cảng có cơ sở hạ tầng tiên tiến số 1 ở Biển Đông. Cảng Châu Đông này rồi cả ngọn hải đăng Heng Nam, tất cả đều thấy rõ ở đây. Vâng, anh vừa bảo ở chỗ kia có người sinh sống ạ. Vậy chính xác là có bao nhiêu hộ gia đình sống ở đó? Mỗi gia đình khoảng 2 người đấy. Vậy à, tôi còn thắc mắc một điều là ở trên này thì có thể trông thấy được đảo Đốc Đô không ạ? Như tôi vừa nói thì vào ngày trời trong có thể thấy được. Đảo Đốc Đô nằm ở hướng này này. Vào ngày trời cực kỳ quang mây thì có thể trông thấy đảo Đốc Đô bằng mắt thường đấy. Với những ngày như hôm nay thì hơi có sương mù trên biển nên không thể thấy được. Tiếc quá. Bây giờ tôi sẽ đi xem một vòng từng địa điểm vừa nãy anh hướng dẫn viên có nói tới. 20분간의 산에 leo núi trong vòng 20 phút có thể làm cho người ta thấy mệt mỏi. Nhưng những cảnh đẹp thấy được từ đài quan sát Nesuchong lại vô cùng hùng vĩ, khiến người ta thấy xứng đáng với những mệt mỏi phải trải qua. Vừa có thể ngắm cảnh hoạt động hàng ngày của cảng Châu Đông, cảng cá lớn ở Ulleung-do, vừa có thể thấy được đảo Quan Ưm và đảo Jokdo, hai hòn đảo nổi tiếng thần bí ở Ulleung-do. Một bức tranh toàn cảnh đẹp tuyệt vời được trải rộng ra trước mắt. Khi đến với đảo Ulleung, đài quan sát Nesuchong chính là một địa điểm không thể bỏ qua. Khi đã được nhìn toàn cảnh bức tranh đảo Ulleung rồi, thì bây giờ phải tìm tới từng địa điểm trong bức tranh đó thôi. Tôi đang trên đường tới danh lam nổi tiếng nhất ở đảo Ulleung. Vì có tán cây rộng và rừng rậm rạp nên đường đi tới đó cũng rất tuyệt vời. Đây đúng là một chuyến đi đặc biệt để trải nghiệm ở nơi có những tán cây tuyết tùng cùng nhiệt độ trong năm luôn được duy trì ở 4 độ C, nơi được gọi là điều hòa của tự nhiên. Đi theo con đường có hai bên là những tán cây lớn rậm rạp, khoảng 10 phút là sẽ tới nơi. Đích đến của chúng ta chính là thác nước Bông Lê. Đây là nơi có thể trông thấy cảnh dòng thác nước trong xanh đổ xuống từ giữa những đám mây. Nước thác sau quá trình lọc thì có đến 70% được dùng để làm nước ăn uống tại đảo Ulleung, vừa đem lại một khung cảnh hết sức hùng vĩ, vừa cung cấp nước sạch. Đây đúng là thác nước tuyệt vời nhất khu rừng này. Khu rừng này cũng rất đẹp, nhưng càng đến gần, tiếng nước chảy càng to, trái tim lại càng rộn ràng. Trên đường leo núi vắng vẻ giữa những tán cây tuyết tùng, vừa ngắm cảnh núi rừng, vừa chậm rãi bước đi. Mới đấy mà thác nước Bông Lê đã hiện ra trước mắt. Cuối cùng cũng đã thấy được rồi. Nơi mà quanh năm đều có thể nghe thấy tiếng nước róc rách mát mẻ, chính là danh thắng ở đảo Ulleung, thác Bông Lê. Vâng, trải qua bao sự vất vả, cuối cùng đã tới thác nước hùng vĩ này. Và đây cũng chính là thác nước thể hiện sự huyền diệu của đảo Ulleung. Anh có thể giới thiệu nhiều hơn về thác Bông Lê này được không ạ? Vâng, đây là thác nước duy nhất ở đảo Ulleung, thác Bông Lê. Sau 3 lần khai thác thêm thì thác đã được như ngày hôm nay. Và vì đây là dòng nước thoát ra từ mạch ngầm, nên trong năm, tổng lưu lượng nước lên đến 25.000 khối. Và nước này cũng được sử dụng để làm nước ăn uống cho nhân dân đảo Ulleung. Từ xưa vì trời không mưa nên đảo rất khô hạn, nhưng nhờ có thác này nên không bị khô hạn nữa. Nước cứ liên tục đổ xuống từ thác cho mọi người sinh hoạt. Ồ, mới được thấy như này thôi, trông nước đã rất trong và sạch rồi. Không biết là chỗ để chụp ảnh thì ở đâu ạ? Chỗ chúng ta đang đứng chính là chỗ này. Và chỗ kia nữa. Vậy thì anh cùng với tôi chụp một tấm ảnh ở đây nhé. Chúng ta đã rất vất vả để lên đến đây, nên hãy cùng chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm. 1, 2, 3.
Nước sông dồn xuống vùng đất thấp rồi ngấm qua đất, tạo nên một thác nước 3 tầng ở độ cao 30 mét. Thác nước bông lê cho thấy một hình ảnh về thiên nhiên hùng vĩ mang đầy tính sử thi. Ồ, khung cảnh thực sự rất hùng vĩ. Quý vị khi đến đảo Ôn Lưng thì ghé thăm nơi này quả là một lựa chọn rất tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ đi đến địa điểm khác. Địa điểm này có tên là Hòn Chân Nến.